cứ hàng âm thanh suốt lúc đó xin được gửi lời chào đến toàn thể để các bác yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc nhé ngày hôm nay thì em cũng đã kiểm tra kho và viết đây đây có những con lọc cuối cùng ở kho luôn thì hôm nay thì thưa các bác là em vừa bán vừa cho à, em kiểm tra thì hiện tại còn còn ba con dbx ba hai một hai ba một và đây đâu có sáu con lọc là nó gãy cần ở cái để hỏng nguồn ở bộ đây thì à, à, em bán thì em chỉ bán có ba chiếc này thôi còn sáu chiếc này để em cho tặng các bác kèm luôn các bác về các bác lấy đồ các bác chị sang đây cái nào cái cần thì bác lấy cần để lắp vào cái nào hỏng nguồn bác lấy nguồn để lắp vào là chúng ta còn được ba cái nguồn lành đấy thì mỗi cái dbx này em chỉ bán các bác với giá chỉ có 300 trăm ngàn đồng thôi đấy, còn ba con này mỗi một con là 300 trăm ngàn các bác nhá đấy ba trăm ngàn đồng một con và chị em chỉ bán một đơn rồi bác nhá chị em không xe nhỏ đâu bởi vì cái này em tặng kèm này là bây giờ xe nhỏ ra đây không, không, biết tặng cái này như thế nào cả đấy thì em bán cho các bác là 300 ba trăm đồng một con thì ba con này chỉ có 900 trăm đồng thực sự nó không có đáng quá nhiều tiền cho nên là các bác cũng lấy cả chứ không phần xe nhỏ đấy nếu mà nó nhiều tiền thì em một xe nhỏ cái này nó chẳng đáng có nhiều tiền các bác nhá đấy. thì em bán cho các bác là ba con dbx 231 thì con này cũng có thể được cái thì gãy cần cái thì mất nguồn không các bác về các bác lấy nguồn bác lắp vào là qua được nhé. hoặc cái nào là bác, bác nào mà biết sửa thì chúng ta hãy lấy. thực sự là cái này thì em không khuyến khích cái này em nói luôn là cái hàng này là những cái hàng tồn, những có những cái này nó bị hỏng cần, có những cái này bất vế thì những bác nào mà biết có uh, thời gian một chút và biết chút về kỹ thuật thì chúng ta làm khá là dễ. còn là những bác nào mà không uh, biết về điện tử thì em khuyên cũng không cần lấy đâu ạ, không nên, không nên lấy. đó là em nói thật luôn. vì cái gì là bán hỏng ra rõ ràng luôn. thì ba con này thì nếu bác nào biết uh, có thời gian là một thứ hai là có thời gian là phải hiểu một chút về kỹ thuật thì chúng ta lại lấy về chúng ta dồn đồ rất là dễ Đấy. thì hiện tại đây là em bán cho các bác chữ ba con ba con này là 900k và em tặng kèm là sáu con này Đấy, trong đây cũng có quả dbx 231 luôn con này cũng có rồi con này là hơi cong hơi sáu chút để em cho luôn em không tính tiền nhé và mấy con uh, DOD rồi mấy dòng này thì toàn là dòng lọc ấy thôi thì toàn là lọc mà hai u hết Đấy, thì em tặng em cho các bác sáu con này luôn cho bác về các bác lấy đồ lấy được gì lấy nhá sáu con này hai bốn sáu con Và em chỉ bán 3 con Bán 3 con tặng 6 con Ok Và giá em bán ra chỉ có <laughs> Cho các bác nhắc lại lần nữa là 300k <laughs> nha Đấy Thì <laughs> em rất là các bác em chỉ hy vọng các bác Nếu mà sửa được một con là chúng ta đã có vốn và có lời rồi bởi vì một con lọc DVX231 này thì hiện tại nếu mà chúng ta một con hoạt động bình thường thì giá các bác bán là cái tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu một con. Đấy, một con chỉ cần làm được một con thôi. Bỏ thời gian làm một con là chúng ta đã có công rồi. Thì chúng ta chỉ mua hết 900k và chúng ta bán được một con là chúng ta đã hơn 1 triệu rồi. Đấy, còn nếu các bác mà dồn đồ được cả ba con này chúng ta cũng công. Cái này đương nhiên là bác là có thể gian rảnh, thực ra nó cũng chẳng có lời lãi gì đâu các bác ạ. Đấy, nếu có thời gian rảnh thì chúng ta hãy, hãy lấy về chúng ta làm. Chứ cái này thì em không không khuyến khích cho những bác nào mà uh, không biết thì cũng không nên lấy bởi vì chúng ta lấy về chúng ta không biết làm chúng ta đem nó thợ nó làm cho thì còn quá cha nó lấy thành công thì mệt lắm bởi vì cái này thực sự các bác là phải nói yêu cầu thời gian thực ra là nó sửa lọc thì nó không không khó lọc thì sự khá là rẻ đấy nhưng mà nó mất thời gian lách mách đấy ví dụ gãy vào cái cần các bác ngồi các bác tháo cái cần bên này rồi ngồi hàn lắp ráp lại lâu khó thì không khó nhưng mà nó bách sách thời gian rất là mệt hoặc là cái nó hỏng nguồn chúng ta là phải ngồi sao nguồn quá nó cũng lách bách nói chung là không khó mà ngại đấy cho này bác nào biết thì chúng ta biết kỹ thuật một chút thì chúng ta hãy lấy về ừ. nhưng mà may mắn một cái là ba con này thì em kiểm tra để không có con nào gãy cần cả đây, tất cả cần là đủ hết này không gãy cái cần nào cả đấy được có may mắn đấy ba con này không gãy cái cần nào đó nhé đấy em kiểm tra hết là cần đủ hết này đấy cần là đủ hết không gãy cái nào a à, gãy một cái, đây. Đấy, đầy, đầy, đầy. cái này cái này cái này gãy một chút cái này gãy một chút đấy còn đâu là lại ok hết này Đấy, thực ra là vẫn dùng được nhưng mà nó hơi xấu chút thôi cần này thì chúng ta vẫn gặp bình thường không được gì cả đấy. ok các bác nào muốn cẩn thận đẹp thì chúng ta uh, lấy lấy cái cần bên đây sang một cần bên đây sang cho ta sao qua thôi Đấy, cái này sau cái cần của là xong còn những hai con này thì ok cần không hỏng cái nào cả nhé ok đấy thì tình trạng là như thế thì bác nào có điều kiện thì lấy thôi nhá em cũng nói luôn là 900 k cho tổng cộng đây tất cả đây ok cảm ơn các bác đã xem video này có số lúc đó và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau chào tạm biệt các bác